Hôm nay chúng ta tiếp tục bài học về dấu hiệu về người bạn thật hay là kẻ thù của Phúc Âm. Ở đây thì chúng ta nói về hai nhóm người, và hai nhóm người có những dấu hiệu và những cái khuynh hướng và cái cách sống rất là khác biệt và rất là rõ ràng khi đứng dưới ánh sáng của Phúc Âm Chúa. Và ở đây dạy cho chúng ta có những điểm mà chúng ta cần đo lường trong đời sống của mình để thấy được sự thật trong công việc Chúa đang làm trong chúng ta, và cẩn trọng trong những điều mà có thể bày tỏ ra trong đời sống mình mà mình không để ý tới hay là mình không coi là quan trọng, mà nó là những dấu hiệu đi ngược lại với Phúc Âm Chúa, bày tỏ cái sự sai trật trong tấm lòng sâu trong chỗ sâu nhiệm của tấm lòng chúng ta. Nên từ cái dấu hiệu về bạn thật hay là kẻ thù ở đây nói về cái sự sinh hoạt của con nhân Chúa trong hội thánh Chúa mà chúng ta vừa nghe đọc trong hội thánh tại Thessalonica. Chúng ta đã học phần đầu tiên nó dấu hiệu về phân biệt tín đồ thật, nói về sự đầu phục tiếp nhận lời Chúa. Chúng ta sẽ tiếp tục nhìn vào sự thành tâm theo gương tin kính và nhận lại chịu đựng khổ nạn. Đồng thời chúng ta cũng sẽ nhìn vào trong những dấu hiệu một cách đơn giản về sự phân biệt kẻ thù thực sự là những người đi ngược lại với Chúa, cương quyết khước từ sứ giả từ nơi Chúa, ngăn trở công việc của Chúa và dồn chứa cho chính mình sự thành độ bây giờ cũng như sự thành độ ngày sau. Chúng ta muốn những điều này đụng tới chúng ta một cách thâm sâu và thay đổi sự suy nghĩ, thứ tự ưu tiên, và giúp cho chúng ta trở thành giống Chúa hơn, làm công việc của Chúa cách rõ ràng hơn và nối kết trong hội thánh Chúa để tất cả chúng ta bày tỏ dấu hiệu thật của những người thuộc về Chúa và tránh tạo một cái sự đối lập rất rõ ràng với những dấu hiệu không thuộc về Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa phán dạy chúng con qua lời của Ngài, cho tấm lòng chúng con được nhạy cảm với tiếng nói của Thánh Linh Chúa và trong lời của Chúa để hướng dẫn vào những điều chúng con có thể thực nghiệm, thay đổi trong đời sống, làm theo ý Chúa trong ân điển của Ngài. Để cho chúng con nhạy cảm với những điều sai trật trong đời sống chúng con để đến với Chúa trong sự ăn năn, để được sự thay đổi trong Chúa và qua quyền năng của Chúa, để chúng con cũng trở thành giống Chúa hơn và làm công việc Chúa cách hữu hiệu hơn. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Thì rõ ràng chúng ta thấy hai cái nhóm ở đây khi sứ đồ Phaolô nói về tạ ơn Đức Chúa Trời về sự anh em tiếp nhận Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho không qua như lời của loài người bằng coi như lời Đức Chúa Trời, thì khen cho công việc của Chúa đang làm công việc ở trong hội thánh tại Thessalonica, thì nói tới cái sự chịu khổ bởi người đồng xứ mình cũng như các chính hội thánh chịu khổ bởi người Giu-đa. Thì khi nói tới cái người Giu-đa ở đây thì ông mở một cái cửa để nói rất rõ về cái bản chất của những người chống nghịch Chúa. Thì ông liệt kê những người đã giết Chúa Giê-xu, làm tiên tri rồi bắt bớ chúng tôi, làm trái ý Đức Chúa Trời, thù nghịch với mọi người, ngăn trở chúng tôi giảng dạy dân ngoại. Ông đưa ra một cái bản liệt kê song song với lại cái bản liệt kê mà chúng ta thấy được về dấu hiệu của người tín đồ thật. Thì chúng ta đã để thì giờ học về cái dấu hiệu đầu tiên, đó là sự đầu phục tiếp nhận lời Chúa. Trong câu số 13, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn là coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời của Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Điểm đầu tiên, ông cảm tạ Chúa là vì đây là công việc của Chúa làm chứ không phải là công việc của cố gắng của con người. Và cái công việc Chúa làm đó là Chúa giúp cho những người thuộc về Chúa nhận lấy lời của Ngài. Chúng ta nói cái chữ tiếp nhận, cái chữ tiếp lấy và nhận cho riêng mình đó, thì trong tiếng Anh thì có hai chữ receive và accept. Thì trong tiếng Việt mình cộng hai chữ đó lại thành chữ tiếp nhận. Nhưng có lẽ để phân biệt ra thì tôi nhắc lại nó rõ ràng hơn. Cái chữ tiếp lấy hay là tiếp cái sự ban cho mình, nghĩa là mình nhận lấy cái dữ kiện, mình nhận lấy cái sự dạy dỗ, mình nhận lấy cái lời truyền đạt rằng mình hiểu biết những điều đó và mình chấp nhận cái sự chính xác, không có phản đối, không có thắc mắc, không có chống nghịch.
Nhưng đó là một cái sự nhận lấy của lý trí, của sự hiểu biết mà thôi. Nó phải có cái chỗ đó, nó phải có cái chỗ bắt đầu, là cái chỗ chúng ta phải hiểu sứ mệnh, hiểu sứ điệp, hiểu cái sự trao gửi. Chúng ta nếu mà không hiểu thì chúng ta chỉ là mù, đi con đường mù quáng. Nhưng chúng ta phải hiểu lẽ thật, chúng ta hiểu cái lý luận, cái sự dạy dỗ. Và điểm mà chúng ta muốn chú ý tới đó là ở đây sứ đồ Phaolô nói là sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi rao truyền cho. Lời của Đức Chúa Trời được đến với con dân Chúa, đến với hội thánh Chúa qua cái môi trường của những người Chúa sử dụng, through the human agency, qua cái phương cách của con người. Lời Chúa không đến với chúng ta trong các màu nhiệm của siêu nhiên. Chúa nói thẳng với chúng ta, Chúa nói trong giấc ngủ, Chúa nói trong chiêm bao, Chúa làm ấn tượng, Chúa nói là những điều mà chúng tôi đã truyền cho. Có cái chỗ mà lời Chúa được ra truyền, có những cái phương tiện mà Chúa đem lời Chúa đến trong cộng đồng hội thánh, đem lời Chúa đến với từng cá nhân một. Mỗi chúng ta phải có mặt ở cái môi trường đó, nối kết với sự sống động đó để có thể nhận được lời của Chúa. Nên đó là một cái điều nhắc nhở là chúng ta không có tự động để mà đi riêng với Chúa rồi nhận lấy cái sự dạy dỗ trực tiếp từ nơi Chúa. Tại vì Chúa không làm công việc đó như vậy. Chúa giao lời Chúa trong Kinh Thánh, và lời Chúa được đến với từng cá nhân một trong hội thánh khi chúng ta học lời Chúa chung với nhau, khi lời Chúa được rao giảng, khi lời Chúa được kết nối với chúng ta qua cái môi trường mà Chúa truyền cho con nhân Chúa yêu lời của Chúa. Thì đó là chỗ bắt đầu. Thì ông nói là chúng ta tiếp nhận bởi lý trí, nhưng thứ hai là chúng ta phải nhận lấy cho chính mình, accept. Cái chữ nhận lấy cho chính mình ở đây là nhận lấy trong cái sự dấn thân để mà sống trong cái lẽ đạo đó, cái sự dạy dỗ đó. Nhận lấy cho chính mình, nhận lấy với cái sự hiểu biết và trách nhiệm. Tức là mình nhận lấy bởi tấm lòng đó. Mình nghe bởi lỗ tai, nhưng mà mình chấp nhận đem vào trong tấm lòng của mình với cái sự nhận lấy trách nhiệm, nhận lấy cái sự nối kết. Thì ở nơi đó chúng ta bước thêm một bước nữa để được kinh nghiệm về cái sự bày tỏ của đức tin. Đức tin đến bởi sự người ta nghe, nhưng mà sự người ta nghe đó là nghe lời của Đấng Christ được rao giảng. Và khi nghe rồi thì miệng xưng ra và lòng tin rằng Chúa, Đức Chúa Trời đã khiến Đức Giêsu từ kẻ chết sống lại, thì ở nơi đó được cứu, được xưng công bình. Đó là cái tiến trình chấp nhận. Và cái tiến trình chấp nhận đó phân biệt là lời mình nghe không phải là lời về từ nơi con người, nhưng mà đến từ nơi Đức Chúa Trời. Và mình hiểu chuyện này, nhưng mà mình cần thẩm định lại là nếu mà cái chuyện đến từ con người thì mình tự do, mình muốn nghe từ nào mình nghe, mình muốn làm theo lúc nào mình muốn thì làm, không muốn thì thôi. Nhưng mà nếu mà đến từ nơi Chúa thì mình không có cái sự chọn lựa đó. Lời Chúa là lời chủ động rõ ràng, cái thẩm quyền tối hậu của lời Kinh Thánh. Thành thử chúng ta không tự động để mà giải nghĩa theo ý riêng, như trong sách phi đoạn thứ hai đoạn một thì nói rằng trước hết phải hiểu rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, mà tất cả phải theo quyền năng của Đức Thánh Linh, định ý của Đức Thánh Linh, nói lời bởi Đức Chúa Trời. Tức là khi mình nói rằng mình nhận đây là lời của Chúa, không phải đến từ lời con người, thì mình cũng phải nói là tôi không tự mình hiểu theo cái ý riêng của tôi được, hay là giải thích theo ý của mình, mà phải đến từ nơi Chúa và cái sự bày tỏ của Chúa trong Đức Thánh Linh. Thì khi chúng ta đứng vào trong chỗ được chấp nhận lời Chúa là đến từ nơi Chúa, trong sự mặc khải của Chúa, trong lời Kinh Thánh, qua phương tiện truyền đạt của những người giảng dạy lời Chúa, những sự học Kinh Thánh chung với cộng đồng hội thánh, thì ở đây nó là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Lời Chúa bảo đảm là sẽ làm công việc của Chúa trong những người nghe lời Chúa và tin theo lời Chúa. Thì nó là một cái sự yên ủi lớn cho chúng ta, là chúng ta
làm sao để được thay đổi, làm sao để được giống Chúa, làm sao để đứng vào chỗ đúng chương trình của Chúa. Mình toan tính, mình suy nghĩ, mình chọn lựa, đúng không? Mình chỉ sống hàng ngày đi theo lời của Chúa. Chúa dạy tới đâu mình học tới đó, mình thực hiện tới đó trong ân sủng của Chúa, thì Chúa sẽ hành động, Chúa sẽ làm công việc của Chúa trong cái sự nối kết của chúng ta trong lời Chúa, trong đức tin. Chúa sẽ dẫn chúng ta tới chỗ cần thiết để sống cho Chúa. Chúa sẽ ban cho chúng ta những điều cần thiết để thi hành công việc Chúa, và những sự hướng dẫn đó sẽ đến quả lời của Chúa hành động trong đời sống chúng ta. Nhưng mà nó phải là những người thuộc về Chúa, những người có lòng tin. Nếu chúng ta không có lòng tin, nếu chúng ta không thuộc về Chúa thì chúng ta không trông mong gì cái sự hướng dẫn của Chúa được. Thành thử cái điểm mà chúng ta cần chú ý và đo lường thường xuyên, đó là cái sự thay đổi trong đời sống của mình nó phải xảy ra. Tại vì Chúa nói là Chúa sẽ làm công việc của Chúa. Mà nếu mình day in day out, ngày này tháng nọ mà không thấy sự thay đổi, không thấy sự biến hóa, không thấy sự tăng tiến, trở nên giống Chúa Giêsu hơn, thì rõ ràng là có một sự sai trật. Tại vì Chúa nói Chúa làm việc mà mình không thấy cái công việc gì để thực hiện hết. Nhưng mà khi mình thấy công việc Chúa, thấy là hồi trước mình có những chuyện mình không có handle nổi, mình gặp mình khó khăn, mình thất vọng, mình đau lòng, mình nản. Bây giờ những chuyện đó thì mình có sức mạnh để mình làm, mình có thêm ơn của Chúa để thi hành, mình khiêng được nhiều gánh hơn, mình chịu đựng nhiều hơn, thì mình tạ ơn Chúa vì đó là chuyện Chúa làm, và mình sẽ tiếp tục đi con đường của Chúa. Thì bây giờ đi con đường của Chúa thì ở đây câu số 14 nói rằng: hỡi anh em thật đã trở nên người bắt chước các hội thánh của Đức Chúa Trời tại xứ Giu-đê, là các hội thánh trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ở đây thì ông nhấn mạnh lại một cái khía cạnh mà chúng ta đã học rồi, nhưng mà ông muốn thiết lập trở lại, đó là thành tâm theo gương tin kính, trong cái sự bắt chước theo những người đi theo Chúa. Chúng ta nói theo gương tin kính tại vì cái sự tin kính là sự thi hành những nguyên tắc của lời Kinh Thánh. Chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta biết những lẽ đạo mà Chúa đưa ra, thì khi chúng ta thực hiện điều đó, chúng ta làm theo, chúng ta vâng phục, thì nó thay đổi trong đời sống chúng ta. Nó làm cho những ý muốn của Chúa được thực hiện, công việc của Chúa, mục đích của Chúa được thi hành. Và điều mà chúng ta thấy rằng có những khi chúng ta đến học lời Chúa thì mình biết cái nguyên tắc, nhưng mà mình biết thi hành sao, mình biết áp dụng sao. Khi mình thấy những người cùng học với mình trong hội thánh, những người cũng đi con đường của đức tin, họ áp dụng trong những hoàn cảnh của họ, thì mình bắt chước theo, mình bắt chước thi hành, mình bắt chước áp dụng. Nó không phải là bắt chước họ, nhưng mà bắt chước theo cái gương mẫu, là để lời Chúa chủ động và hướng dẫn và tin tưởng lời Chúa. Chẳng hạn như khi mình gặp sự thử thách, thì thay vì lo lắng như thường xuyên, khi mình thấy anh em của mình có những người cũng gặp khó khăn còn hơn mình nữa, mà họ giao phó được cho Chúa, thì mình giao phó cho Chúa. Thì cái hình ảnh của sự bắt chước là nó như vậy, là thấy người ta theo lời Chúa như thế nào, mình theo lời Chúa càng thêm, thì lời Chúa làm công việc của Chúa trong đời sống của con dân Chúa, và chúng ta trở thành người bắt chước. Cái chữ bắt chước này là cái chữ nói về một cái tiến trình. Thì chúng ta hiểu cái chữ bắt chước là cái người là cái đối tượng của chúng ta, người đó làm gì mình làm theo như vậy thì mình gọi là bắt chước. Ở đây anh em thật đã trở nên người bắt chước cái hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái chữ là anh em thật đã trở nên, cái chữ là đã trở nên người bắt chước là cái chữ tôi muốn chú ý tới. Tại vì cái chữ trở nên người bắt chước này nó nói lên một cái tiến trình. Mình trở nên một cái gì đó, nó có một cái chỗ mình bắt đầu rồi mình được biến hóa, mình được thay đổi, mình trở thành cái trong cái cư xử của mình, trong cái cách suy nghĩ của mình, trong giá trị của mình.
giống như cái mô hình mà mình đang thiết lập. Thì cái chữ became hay là chữ becoming nó cho chúng ta thấy có một cái tiến trình, và cái tiến trình đó là cái chỗ bắt đầu với cái công việc mình làm. Làm thế nào để mình trở thành người bắt chước? Khi mình bắt chước, nếu mình chỉ suy nghĩ tới cái chuyện mình nên làm mà mình không làm, và khi mình thấy người ta làm mình không làm theo, thì mình có suy nghĩ bao nhiêu, mình có định ý bao nhiêu, nó cũng không trở thành cái người bắt chước. Bắt chước là cái người thực sự làm theo những gì mình thấy. Tức là cái chỗ rất là đơn giản, khi chúng ta bắt đầu thi hành công, làm theo lời Chúa dạy, thì chúng ta trở thành cái người thực hiện công việc Chúa. Và khi chúng ta thực hiện công việc Chúa thì sẽ có những người hướng dẫn chúng ta, hay là những người Chúa đặt để trong đời sống chúng ta, để mình có thể bước theo. Khi mình muốn làm theo lời Chúa mà mình không có hiểu rõ thực tế nên áp dụng như thế nào, thì có những nguyên tắc Chúa đem vào trong đời sống nhờ mình nối kết, đối diện, sinh hoạt, có sự thông công với những người mà đi, mà Chúa dẫn con đường nó đi, và mình thấy cái gương của họ, cho nên mình đi theo. Có điểm là có một cái chỗ mà chúng ta muốn chỉ ra, tại vì ở đây cái nguyên tắc này sứ đồ Phaolô đã thiết lập trong đoạn 1 câu 6 rồi, nhưng mà ông nhấn mạnh lại ở đây để cho chúng ta thấy được là có những cái phương diện chúng ta cần phải nhấn mạnh. Trở lại với đoạn 1 câu 6, ông nói là anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó. Chúng ta thấy là bắt chước tôi, bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh tiếp nhận đạo. Cái chữ lấy sự vui vẻ Đức Thánh Linh tiếp nhận đạo nghĩa là có cái chữ là sau khi lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh tiếp nhận đạo thì anh em bắt chước tôi, bắt chước Chúa. You also became imitators of us and of the Lord, having received the word. Nghĩa là sau khi đã tiếp nhận đạo, sau khi đã lấy đức tin tiếp nhận đạo, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh tới tiếp nhận đạo, thì anh em thi hành cái sự tiếp nhận đạo đó bằng cách anh em bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa. Nghĩa là ở đây ông nói là cái sự bắt chước nó là một cái dấu hiệu, hay là nó là một cái kết quả của khi chúng ta tiếp nhận lời Chúa. Khi chúng ta nhận lời Chúa vào trong đời sống thì có cái chỗ phải sống động. Thì khi chúng ta sống động đó, chúng ta sống động trong cái sự liên hệ và nối kết với lại những người trong hội thánh Chúa. Thì trong câu 13 của đoạn 2, ông cũng nói lại điều đó. Ông nói, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi vì sự anh em tiếp nhận lời Đức Chúa Trời mà chúng tôi truyền cho anh em. Không coi như lời của loài người, bằng coi như lời Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Anh em thật đã trở nên người bắt chước các hội thánh. Tức là anh em đã tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời, anh em đã quyết định áp dụng trong đời sống của mình, anh em quyết định đi theo, thì anh em trở thành người bắt chước các hội thánh. Nó đặt cho chúng ta một điểm mà có lẽ chúng ta cũng cần hiểu rõ thêm. Đó là khi mình tiếp nhận lời của Chúa, mình tiếp nhận cái lãi đạo của Chúa, mình tiếp nhận cho chính mình, thì mình thi hành trong cộng đồng hội thánh, mình thi hành trong cái sự nối kết với những người khác. Anh em hiểu biết lời của Chúa, anh em nhận lời của Chúa, thì lúc anh em làm gì, anh em không có ra làm mình, anh em không có thi hành giữa chuyện giữa mình với Chúa. Tôi biết lời Chúa, tôi sống vậy, nhưng mà tôi biết lời Chúa thì sao? Tôi sống trong sự nối kết với người khác, thi hành cái điểm mà Chúa dạy cho toàn thể hội thánh. Anh em đi con đường đó, tôi bắt chước đi theo. Anh em thấy tôi đi thì bắt chước đi theo tôi. Nó có một cái sự thông công trong cái chỗ trở thành người bắt chước. Và ông nói là khi chúng ta nhận lời của Chúa thì chúng ta trở thành người bắt chước. Khi mình làm theo lời Chúa thì mình không làm riêng mình, cách riêng mình, nhưng chúng ta làm trong cái sự nối kết với hội thánh, trong sự hướng dẫn của Chúa, và có cái sự bắt chước nhau, giúp đỡ nhau, có cái sự trở thành người thi hành lời của Chúa. Và một điểm rõ ràng đó là tại vì lời của Chúa là lời làm trọn công việc của Chúa đã đặt để, cho nên những người nào nhận lấy lời Chúa thì Chúa nói Chúa sẽ làm công việc của Chúa trong đời sống người đó. Thì cái công việc Chúa làm đó, Chúa làm trong cộng đồng dân Chúa.
tôi tưởng mình nhắc này cái cũng khá nhiều lần, nhưng mà mình không có cái tình trạng là tôi đọc lời Chúa cá nhân, rồi tôi theo Chúa cá nhân, rồi tôi làm gì cũng với Chúa cá nhân, thì tôi trở thành người thiêng liêng cá nhân. Chúa nói không, khi mình sống ở trong cái sự liên hệ đó thì có sự bắt chước nhau, có sự nâng đỡ nhau, có cái sự đeo đuổi chung với mục đích trong cộng đồng dân Chúa để chúng ta thi hành điều đó. Nghĩa là mình không thể làm theo lời Chúa những gì mình học mà không ở trong cộng đồng hội thánh. Giờ mình cứ tưởng tượng mình không đi nhóm nữa, mình chỉ cũng không nói chuyện với ai, cũng không cầu nguyện với ai, mình chỉ lên mạng rồi mình hết nghe bài giảng này, nghe bài giảng khác, mình hết nghe ông này tới nghe ông kia, thì mình có thể có thêm sự hiểu biết, nhưng mà mình không có cái sự thay đổi, và công việc Chúa không thi hành được trong mình, tại vì mình không có cái môi trường để Chúa làm công việc đó. Tại vì khi Chúa làm công việc đó, Chúa không có làm cá nhân mà thôi, Chúa làm trong cộng đồng hội thánh, có cái sự bắt chước nhau, có cái sự theo đuổi nhau, ảnh hưởng nhau, nhắc nhở nhau, kỷ luật nhau mà cần thiết để cho công việc của Chúa. Thành thử ở đây Kinh Thánh dạy nhiều lần, Chúa nói bắt chước những người đang bắt chước Chúa. Ở trong cái sự trở thành giống Chúa Giêsu và để là cái mục đích tối hậu của sự cứu rỗi, điều đó được thiết lập ở trong Roma đoạn số 8. Chúng ta học khi chúng ta học sách Roma thì đã thiết lập điều này, và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả như anh em. Chúa cứu chúng ta để định sẵn cho chúng ta giống như hình bóng con của Ngài, tức là giống Chúa Giêsu. Thì khi làm sao để chúng ta giống Chúa Giêsu, làm sao để chúng ta thi hành những điều mình học mà lời Chúa nói về Chúa Giêsu, thì trong Ê-phê-sô đoạn 5 nói rằng anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài, hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ yêu thương anh em. Và vì chúng ta phó chém mình Ngài cho Đức Chúa Trời như một thức hương có mùi thơm, dâng cô lễ cho Đức Chúa Trời. Nghĩa là ở đây khi chúng ta bắt chước Chúa thì chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu khi chúng ta làm theo nguyên tắc của Chúa thực hiện trong cộng đồng dân Chúa, trở thành giống Chúa Giêsu để dâng cho Chúa một thức hương có mùi thơm. Đó là chính sự thay đổi trong đời sống chúng ta giống Chúa và nối kết với lại các anh chị em trong cộng đồng dân Chúa. Thành thử trong sách Hebrew đoạn số 6 thì nhắc cho chúng ta rằng nếu mà mình đi con đường đó thì mình sẽ không trở thành trễ nải, mình sẽ đi đúng theo cái gương tinh kính mà mình thấy. Nhưng chúng ta mong mỗi người anh em tỏ lòng sốt sắng như vậy, đặng giữ lòng đầy dẫy sự trông cậy cho đến cuối cùng, đến nỗi anh em không trễ nải những cứ học đòi kẻ bởi những kẻ bởi đức tin mà lòng nhịn nhục được hưởng lời hứa. Anh em không trễ nải, nhưng mà làm sao để không trễ nải, làm sao để giữ lòng đầy dẫy sự trông cậy cho đến cuối cùng, làm sao để có lòng sốt sắng, thì ông nói là học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục được hưởng lời hứa. Chúng ta học đòi những người khác, học đòi nó có cái liên hệ, nó có cái sự hiểu biết, nó có nguyên tắc. Nếu chúng ta không ở trong cái môi trường để mà học đòi chung với nhau thì sẽ không có cái sự thay đổi mà Chúa làm. Thành thử chúng ta được nhắc nhở điều đó và đặt để mình trong cái môi trường để có thể được tăng tiến. Rồi khi tới đó thì ở đây Chúa Đức Phaolô nhắc nhở là cái sự học đòi mà các tín hữu tại Tê-xu-ni-ca đang học đó là học bắt chước các hội thánh của Đức Chúa Trời tại xứ Giu-đê. Thế nên anh em đã thật trở nên người bắt chước các hội thánh của Đức Chúa Trời tại xứ Giu-đê. Điều mình hiểu ở đây là làm sao mà hội thánh tại Tê-xu-ni-ca bắt chước các hội thánh tại xứ Giu-đê. Cái sự bắt chước thì mình có thể hiểu được cái tiến trình, đó là nhận lời Chúa, receive, rồi chấp nhận cho chính mình dấn thân, rồi trở thành người làm theo, thi hành,
rồi mình bắt chước những người mà họ thi hành cái công việc của Chúa để mình áp dụng trong đời sống của mình, thì nó có cái sự thay đổi mà lời Chúa làm trong trong đời sống của người theo Chúa. Nhưng mà chúng ta đâu có thấy các anh em tín hữu tại hội thánh Tesalonica lên xe bus chạy xuống thăm các hội thánh ở tại vùng Jerusalem Judea, rồi ngồi xuống thảo luận học hỏi chung rồi trở về và nói ra đây là những bài học mà mình học được trong cái chuyến đi thăm Jerusalem, hội nghị với các anh em trong các hội thánh này, mình học được nhiều điều khi mình thi hành. Họ không có cơ hội đó. Nhưng nếu mà họ biết gì về hội thánh Jerusalem thì chắc là biết qua Phaolô, biết qua những điều ông trình bày, hay là nghe về những cái điều tin tức mà từ hội thánh. Nghĩa là cái mô hình của cái chi tiết của cái sự thực hiện ở trong tại hội thánh Jerusalem thì không nhất thiết phải là điều mà ở tại Tesalonica áp dụng cho một cách theo cái chi tiết đó. Nhưng cái gương là đây là những hội thánh đã sống trong đức tin, và khi mình thấy những người khác sống trong đức tin thì mình cũng sống trong đức tin. Họ đi qua sự khó khăn bắc bớ bởi đức tin, mình cũng đi qua sự khó khăn bắc bớ bởi đức tin. Cái giá trả, cái nguyên tắc, cái sự áp dụng cá nhân thì nó khác, nhưng mà cái mô hình thì nó đi chung. Tức là ở đây các hội thánh tại Tesalonica đi theo cái mô hình đó, là những người thánh ở trong Chúa sẽ bị bắt bớ, và khi mình thấy cái chuyện bắt bớ tới thì mình không có ngạc nhiên, mình không có trách móc, mình không xem đó là chuyện lạ lùng. Nhưng mình biết là đây là công việc của Chúa và con đường của Chúa, cho nên mình theo gương tin kính mà để làm theo. Thì ở đây ông lái vô trong cái chỗ là như vậy, thì mình có thể thấy được các hội thánh nhẫn nại chịu đựng sự khổ nạn của sự bắt bớ, thì chúng ta theo gương tin kính đó để cũng nhẫn nại chịu đựng sự khổ nạn. Thành trong câu số 14-15 ông nói: anh em trở thành người bắt chước các hội thánh của Đức Chúa Trời tại xứ Giu-đê và các hội thánh trong Đức Chúa Christ. Anh em đã chịu khổ bởi người đồng xứ mình, cũng như chính các hội thánh ấy chịu khổ bởi người Giu-đa. Ông đặt để vấn đề chịu khổ bởi những người đồng xứ mình thì giống như là các hội thánh tại xứ Giu-đê chịu khổ bởi người Giu-đê. Thì điều đầu tiên mà chúng ta sẽ hiểu đó là ở trong cuộc đời của chúng ta cá nhân hay là cuộc đời của sinh hoạt của trong cộng đồng hội thánh, vấn đề khó khăn, vấn đề thách thức, vấn đề bắt bớ, những điều mà làm cho chúng ta phải đối diện với sự chống nghịch là chuyện thường xuyên, là chuyện dĩ nhiên. Đây là cái chuyện mà không thắc mắc, tại vì nó sẽ xảy ra. Kinh Thánh nói về sự chịu khổ trong nhiều cách, nhưng mà luôn luôn trong lời Chúa dạy đó là sự chịu khổ là cái phương tiện hay là cái dụng cụ mà Chúa thi hành sự tăng trưởng cho hội thánh. Chúa gây dựng đức tin, Chúa thay đổi cái giá trị sống, cái thứ tự ưu tiên trong đời sống của mỗi người. Chúa bày tỏ quyền năng của Chúa, Chúa dẹp những cái chuyện sai trật trong đời sống, và Chúa đặt để cái lời chứng của những người mà Chúa muốn sống cho Chúa. Nghĩa là Chúa dùng sự khó khăn là một cái phương tiện để làm cho người tin Chúa được mạnh mẽ, được thay đổi, được trở thành giống Chúa hơn. Cho nên đây là cái mô hình và cái phương tiện Chúa dùng. Cho nên chúng ta sẽ đối diện với sự khó khăn, đối diện với sự khổ nạn thường xuyên. Và khi chúng ta đối diện thì trong sách Gia Cơ đồng 1 câu 21 nói rằng:
Chúng ta đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em là lời cứu rỗi linh hồn anh em. Nghĩa là khi mà cái cơ hội này tới thì chúng ta lấy lòng nhu mì mà nhận lấy cái công việc Chúa làm trong cái sự khó khăn này. Tại vì Chúa giải thích rằng hãy coi mọi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin sanh ra sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, học cho chính mình anh em cũng trọn thành hoàn toàn, toàn vẹn không thiếu chút nào. Chúng ta tin nơi lời Chúa thì chúng ta tin rằng Chúa, lời Chúa làm việc trong chúng ta. Và khi Chúa làm việc trong chúng ta thì Chúa sẽ làm việc qua sự hoạn nạn mà Chúa đem đến trong đời sống. Thành ra không ai thoát cái sự hoạn nạn hết. Không, nếu mình theo Chúa, mình còn lời Chúa mỗi lần hoạn nạn tới cứu con ra thì mình lầm. Tại vì Chúa đem mình vào, Chúa không có đem mình ra. Chúa đem mình vào đó để mình đi qua cho xong. Mà mình cứ đòi ra hoài, thành ra Chúa cứ phải nhét mình vô lại. Thành thứ cái điểm mà mình hiểu là Chúa bỏ vào trong hoàn cảnh khó là để mình đi cho xong. Thì bây giờ đi cho xong, đi cho nhanh để còn đi lên lớp, chứ còn không Chúa bắt học cái lớp này hoài. Thì chúng ta coi sự thử thách tâm bề thuộc đến như là sự vui mừng trọn vẹn. Và điều đó khi mà các hội thánh tại Thessalonica bắt đầu thấy sự bắt bớ tới thì hiểu rằng thì giống như hội thánh tại Jerusalem, tại xứ Giu-đê, họ cũng đi qua cái sự bắt bớ đó, cho nên chúng ta không có cái gì là đặc biệt mà coi như đây là sự lạ, một cái điều ngạc nhiên, nhưng sẽ theo cái ơn mà Chúa đã ban cho tại cái hội thánh tại xứ Giu-đê để theo gương của họ đối diện với sự khó khăn. Khi mà có lẽ họ hỏi về những sự khó khăn xảy ra cho thánh Jerusalem thì mình có thể nói rằng hội thánh bị bắt bớ, bị tản lạc, có những người lãnh đạo hội thánh bị giết, ngay cả những người bắt bớ là tên là Saul bắt bớ hội thánh, bây giờ trở thành sứ đồ Phaolô, thì Chúa làm việc qua tất cả những cái cơ hội đó. Thì nếu mà chúng ta nhìn lại cái sự bắt bớ đến với hội thánh tại Thessalonica thì chúng ta có thể đọc ở trong sách Công vụ đoạn 17. Tôi muốn chúng ta thấy được cái hình ảnh này, tại vì cái hình ảnh này nó cho chúng ta thấy rằng cái điều xảy ra cho hội thánh là cái công việc của kẻ thù, nhưng nó là cái ý định của Chúa để thi hành trong hội thánh. Và những cái phương tiện mà kẻ thù sử dụng nó không ngoài cái mục đích mà Chúa cũng sử dụng để làm cho hội thánh được mạnh mẽ hơn, được trang bị để làm những công việc mà Chúa giao phó. Đọc công vụ trong đoạn 17 câu số 5. Sau khi nói là có nhiều người tin Chúa, những người theo Chúa, những người Greek, những người đồng bào quan trọng trong thành phố theo Chúa, thì người Giu-đa đầy lòng ghen ghét, rủ mấy đứa hoang đàng lên đường phố xúi dục đoàn dân gây loạn trong thành. Chúng nó xông vào nhà của Gia-sôn tìm bắt Phaolô và Sila đang điều đến cho dân chúng, tìm không được bèn kéo Gia-sôn và mấy người anh em đến trước mặt quan án trong thành mà la lên rằng kìa, những tên này đã gây thiên hạ nên loạn lạc, và Gia-sôn đã chứa chúng nói hết thảy đều là đồ nghịch mạng Sê-sa, vì nói rằng có một vua khác tên là Giê-xu. Bấy nhiêu lời đó làm rối động đoàn dân và các quan án. Xong khi các quan án đòi Gia-sôn và các người khác bảo lãnh rồi thì tha cho ra. Tức thì trong ban đêm anh em khiến Phaolô Sila đến thành Bê-rê, đến nơi rồi thì vào nhà hội người Giu-đa. Cái sự bắt bớ này nó gây lên xáo trộn trong thành phố, nó vu khống cái trách nhiệm, nói rằng đây là những người nghịch mạng Sê-sa, chống đối lại với sự cai trị của đế quốc La Mã, rồi làm rối động toàn dân và rối động các quan án, rồi họ phải trả tiền tiền phạt tiền bảo lãnh,
rồi họ phải đem Phaolô và Sila đi đi trốn trong trong ban đêm. Nghĩa là cái sự rối loạn xảy đến cho hội thánh một cách hết sức là gọi là rõ ràng, không 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 phải là cái chuyện tưởng tượng, không phải chỉ là mình nghe ở đâu, nhưng mà đây là chuyện xảy ra. Người ta xông vào nhà mình, người ta xông vào hội thánh mình, người ta kéo ban chấp hành ra tòa, người ta phạt tiền, rồi những người lãnh đạo trong hội thánh thì phải không không còn ở đó nữa, phải trong ban đêm phải rời đi xuống để làm công việc khác. Thì khi một hội thánh đối diện với điều đó thì mình làm gì? Nếu mà cái chuyện xảy ra trong trong đời sống của mình nó xảy ra như vậy, hay là chuyện khó của mình không phải chuyện bắt bớ, nhưng mà mình gặp tai nạn, mình gặp khó khăn, con mình bệnh, xe đụng, vợ đau, nhiều thứ mình có thể tổng kết trong nguyên tắc này, thì mình nhẫn nại chịu đựng trong sự khổ nạn đó theo gương tin kính mà mình đã học, tiếp nhận lời Chúa trong cộng đồng dân Chúa, và biết rằng đây là cái môi trường, đây là cái con đường mà Chúa dẫn tất cả những người thuộc về Chúa. Vì đây là dấu hiệu phân biệt tín đồ. Người tín đồ sẽ chịu khổ để trở nên giống Chúa. Mà nếu mình nhìn vào trong đời sống mình thấy cái chịu khổ nó không có nhiều cho lắm, thì mình thấy là mình có lẽ chưa được huấn luyện, chưa được đem cho cái cơ hội để trở thành trưởng thành trong Chúa. Mình nghĩ rằng mình trưởng thành, nhưng mà cái trưởng thành nó nối kết với cái sự khổ nạn mà Chúa muốn thực hiện để chúng ta giống Chúa hơn. Không có nghĩa là chúng ta tìm những hoạn nạn để thi hành, xông vào để cho nó xảy ra trong đời sống của mình. Yên ổn quá, bây giờ tôi làm gì ngu ngu để cho nó bị khổ nạn cho vui. Nhưng mà cái điểm là khi khổ nạn tới thì mình không có ngạc nhiên, mình không có thấy chuyện này là chuyện bất bình thường, mình sẵn sàng để đối diện. Thì những điều đó nó giúp cho chúng ta đối diện với lại một cái điều nữa, đó là với cái sự phân biệt mà ở đây trình bày về sự cái bản chất của kẻ thù và cái dấu hiệu của họ. Khi nói về các chịu khổ bởi người đồng hương xứ mình cũng như các hội thánh tại chịu khổ bởi người Giu-đa, thì bây giờ liệt kê dấu hiệu của những người bắt bớ có công việc của Chúa, làm kẻ thù với dân sự Chúa và chống nghịch với lại lời Chúa. Thì họ là những người giết Chúa Giêsu và các đấng tiên tri, đã bắt bớ chúng tôi làm trái ý Đức Chúa Trời và thù nghịch với mọi người nữa, ngăn trở chúng tôi giảng dạy cho dân ngoại được cứu, lại hằng đầy dẫy cái các lượng tội lỗi mình. Nhưng cơn thành nộ của Đức Chúa Trời sau hết đã đến trên họ. Trong mấy câu ngắn ngủi này tóm tắt lại, đây là những người kẻ thù của Chúa, bởi vì họ cương quyết khước từ sứ giả từ nơi Chúa. Họ cay đắng ngăn trở công việc của Chúa và họ ngu dại dùng chứa sự thành nộ trong cái sự phán xét kỷ luật của mà Chúa đem tới. Chúng ta muốn thiết lập cái điểm cũng rất là quan trọng, đó là sự khước từ sứ giả từ nơi Chúa. Khi một người tin Chúa và thi hành lẽ đạo của Chúa, thì người đó nối kết với lời của Chúa. Chúng ta học lúc nãy là tiếp nhận bằng trí óc, tiếp nhận bởi tấm lòng, quyết định để thi hành, bắt chước nhiều phương cách để làm trong đời sống, chịu đựng khổ nạn để được trải qua cái công việc mà Chúa làm trong lời Chúa, trong đời sống của mình. Thì những người mà không biết Chúa, không thuộc về Chúa, thì cái điểm đầu tiên sẽ thấy rằng họ không chấp nhận lời Chúa. Họ khước từ cái phương tiện mà Chúa sử dụng để thay đổi. Họ không chấp nhận sự khổ nạn. Họ không chấp nhận thập tự giá. Họ không đứng trong lời
và cái sự mặc khải của Chúa và họ chẳng theo gương tin kính. Thì ở đây nói về người chịu khổ bởi người Giu-đa, thì chúng ta muốn chỉ suy nghĩ tới người Giu-đa, cái tiến trình của họ, cái điểm rất khó khăn và rất kinh khủng để chúng ta phải chú ý, đó là những người Giu-đa này là những người tin, họ nghĩ rằng họ tin Chúa, họ nghĩ rằng họ đang làm công việc của Chúa, họ nghĩ rằng họ đang thi hành ý định của Chúa, nhưng mà họ hoàn toàn đi ngược lại với lãnh đạo của Chúa, với mục đích của Chúa, với chương trình của Chúa. Thì mình nếu mà nói cái người mà hoàn toàn chống Chúa, như người Hồi giáo hay là người không có đạo mà theo một cái lập trường không chấp nhận tin lành, thì mình có thể cũng hiểu được. Nhưng mà cái người này là nó, tôi cũng tin tới Chúa Trời, cũng làm theo luật pháp Chúa, cũng trông đợi Đấng Mêsi. Nghĩa là họ có thể nói là họ cũng giống mình, nhưng mà mình thấy rằng họ đi con đường quá sai trật, và cái sự thay đổi không thể xảy ra trong tấm lòng của họ, trừ ra là trong sự thương xót của Chúa. Thì chúng ta thấy là nếu mình chú ý tới cái những điểm này để không vướng vào, bởi vì một khi mình vướng vào, nó sẽ sai trật rất là sâu xa, và nó ngăn trở công việc Chúa rất nhiều. Tôi sẽ không trích dẫn nhiều, nhưng mà chỉ nói tổng quát về cả cái lịch sử của người Do Thái, là cả một lịch sử của sự chống nghịch lời Chúa. Họ không chấp nhận lời Chúa, họ không nhận lấy cho mình, họ không đứng vào trong cái sự mặc khải ban cho của Chúa. Ngay cả từ khi lúc đầu khi họ được đem ra khỏi xứ Ai Cập, thì rõ ràng là họ bắt đầu thờ phượng các thần tượng mà họ đem theo, đến nỗi Chúa phải giết cả mấy ngàn người. Rồi cả một cái tiến trình theo Chúa, thì cả một cái thế hệ không bước vào trong đất hứa được. 40 năm họ tranh chiến với lại người lãnh đạo mà Chúa đặt để. Họ không chấp nhận lời Chúa, không chấp nhận người lãnh đạo của Chúa. Cho nên họ chết ở trong đồng vắng. Rồi khi họ được ban cho đất hứa, thì họ không có cái gì thích thú về sự thờ phượng Chúa, không có đeo đuổi cái sự công chính của Chúa. Họ lo làm ăn, họ lo thi hành cái chuyện đeo đuổi đời sống hàng ngày. Họ không có cái mục đích sống cho Chúa, họ không thích nghi, thích hợp hay là coi quan trọng về cái sứ mệnh mà Chúa giao phó cho người Do Thái, là trở nên nguồn phước cho mọi dân, đem sự nhận biết đấng lời của lời hứa đến cho tất cả muôn dân. Họ không có quan tâm gì về chuyện đó, họ chỉ lo riêng chuyện mình. Thì nguyên cả cái tiến trình của họ, những cái gãy đổ, cái khó khăn là tại vì họ không chấp nhận cái điểm đầu tiên, đó là thẩm quyền của lời Chúa và sự mặc khải của mục đích Chúa trong đời sống của họ. Họ không cho đó là quan trọng. Thì chúng ta có thể nhìn ngay vào trong đó để mà so sánh với cái đường hướng của đời sống chính mình. Mình cũng rất dễ dàng để trở nên giống người Do Thái, là trong cộng đồng của đức tin, cốt, cũng sinh hoạt thờ phượng, cũng có những cái ngày lễ trọng đại, cũng có nhiều điều phải thi hành. Nhưng mà không có lời Chúa, không có cái sự thay đổi của lời Chúa, không có sự dấn thân của lời Chúa. Trái lại thì ở đây nói là những người mà đem lời Chúa tới thì họ giết hết, là người giết Đức Giêsu và các đấng tiên tri đã bắt bớ chúng tôi. Khi mà nói về cái thiết lập một cái hệ thống sống với trong sự liên hệ với Chúa, thì họ thiết lập một cái hệ thống riêng. Ở trong đoạn 10 thì của sách Roma, thì
nói là những người Do Thái này thì rất là năng nổ với lại về luật pháp của Chúa, nhưng mà họ thiết lập một cái hệ thống riêng để có thể thi hành cái sự công chính, the righteousness, để mà đối diện với sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Họ thiết lập một cái hệ thống để trong cái công việc làm tròn luật pháp, họ có thể chứng minh rằng họ đã thi hành những sự đòi hỏi của Chúa. Và nếu mà chúng ta đọc kỹ, chúng ta sẽ thấy cái sự sai trật này nó rất là thâm sâu. Ông sư đồ Phaolô nói trong đoạn 10 câu 2, vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng xuất sáng về Đức Chúa Trời, nhưng lòng xuất sáng đó không phải là theo trí khôn, bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. Tức là họ có được ban cho lời Chúa và họ rất là xuất sáng trong cái trách nhiệm đó. Họ xuất sáng trong cái việc bảo vệ sự thờ phượng Chúa, nhưng mà họ đặt ra một cái hệ thống riêng để lập sự công bình riêng, và họ không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Tới cái chỗ là mình đi con đường riêng, tới ngay Đức Chúa Trời mình cũng không phục, con đường Chúa mặc khải mình không theo, mình nói con thờ phượng Chúa, mà con thờ phượng Chúa theo cách con, theo ý con, theo mục đích của con, thứ tự ưu tiên. Nghĩa là họ không có thờ phượng Chúa gì hết, và cái thứ tự ưu tiên của họ là chính họ. Và họ không chấp nhận Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, nhưng mà họ đòi hỏi rằng họ sẽ tự lập công sự công bình riêng của mình. Và đó là cái chỗ khước từ căn bản. Vì thế tất cả những người mà Chúa sai phái đến để giảng dạy lời Chúa, giải thích lời Chúa, Đấng tiên tri, ngay cả đấng Messi, thì họ giết hết, tại vì họ không đúng trong hệ thống của họ. Mình thấy cái đó là gọi là extreme, mình không bao giờ làm điều đó. Nhưng mà những gì mà Chúa đem vào trong đời sống của mình mà không hợp với mình, không đúng theo ý của mình mà mình bỏ qua một bên, thì nó cũng là cái nguyên tắc đó thôi. Nghĩa là tôi có cái hệ thống riêng của tôi có cái mục đích sống của tôi định nghĩa đời sống của tôi như thế này, người tín đồ là làm như thế này, đi nhà thờ là đủ, học Chúa như vậy tốt, dân hiến như vậy được rồi, bây giờ cái điểm quan trọng là đeo đuổi những gì mà mình cho là quan trọng. Chúa trở thành một cái sự phục vụ cho mình, thì bây giờ Chúa có làm gì đi nữa cũng mình không thể nào nối kết được với Chúa trong mục đích của Chúa, thì mình sẽ chắc chắn làm công việc đó là mình sẽ khước từ sứ mệnh của Chúa, khước từ sứ điệp của Chúa, và khước từ sứ giả từ chính Chúa. Thành thử khi Chúa sai tất cả các đấng tiên tri tới thì họ giết hết, họ bỏ qua hết, họ không chấp nhận. John the Baptist là đại diện cho người tiên tri cuối cùng mở đường cho Chúa, thì họ cũng chém đầu. Rồi khi đấng Messi tới, đấng đến với tất cả sự lời hứa của nước Đức Chúa Trời và sự liên hệ ở trong mục đích của Chúa, thì không thích hợp với lại cái thứ tự ưu tiên của họ và cái sự đòi hỏi của họ, họ giết luôn. Và với ở đây thì sư đồ Phaolô nói thêm là họ giết Chúa Giêsu, họ giết các tiên tri, rồi bây giờ với chúng tôi thì they running us out, họ xua đuổi và ở đây là bắt bớ chúng tôi, cái bắt bớ ở đây thì là they trouble us out. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào trong cái sự liên hệ với công việc Chúa giao cho sứ đồ Phaolô, thì ngay từ lúc đầu là những người Do Thái này đã chống nghịch. Khi sứ đồ Phaolô trở thành người tin Chúa thì trong thành Đa-mát thì họ đã tìm cách giết ông phải trốn. Rồi khi ông tới thành Jerusalem, họ lại muốn tìm cách giết ông nữa, rồi ông phải chạy xuống tới Tarsus. Khi ông làm việc ở thành Antioch,
Và khi ông đi giảng tin lành thì người nhóm người Giuđa này cứ đi, ông đi đâu cũng đi theo phá, ông giảng gì họ cũng làm, cũng chống nghịch lại. Ở những nơi ông gây dựng hội thánh thì họ ông vừa gây dựng hội thánh, ông đi thì họ tới họ giảng ngược lại, họ phá những cái nền tảng của mà ông gây dựng. Tại Antioch và Lystra thì họ ném đá cho ông chết và Chúa khiến ông sống lại. Nghĩa là toàn thể công việc của sứ đồ Phaolô, ông đi đâu thì người Do Thái đều đi theo để phá. Cho nên cái sự chống nghịch của họ là chống nghịch cái sứ điệp của Chúa, lẽ thật từ nơi Chúa. Và vì họ chống nghịch lẽ thật từ nơi Chúa, cho nên bất cứ phương tiện gì đem tới cái lẽ thật đó đều họ đều từ khước và họ đều bỏ ra ngoài. Ai giảng họ đều từ khước hết. Tiên tri giảng từ khước, Chúa Giêsu giảng từ khước, sứ đồ giảng từ khước, hội thánh Chúa giảng từ khước. Tại vì họ không chấp nhận cái sự mặc khải từ nơi Chúa, cho nên họ không thể chấp nhận những người đem sự mặc khải đã đến. Thì chúng ta nói điều đó đâu có liên hệ gì tới tôi, nhưng mà mình xem thử cái sự đối diện với sự mặc khải của lời Chúa đến với mình, nó được chấp nhận thế nào trong đời sống của mình. Mình thi hành những điều đó ra sao? Còn nếu mình không thi hành thì ai đem tới nó cũng vô ích, nó đều bị từ khước. Và ở đây khi Chúa nói về cái hệ thống của người của nhóm người lãnh đạo trong cơ cấu tổ chức giáo hội, thì Chúa dùng những cái chữ rất là mạnh mẽ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23. Phần hơi dài nhưng mà tôi đọc ở đây để chúng ta thấy được cái cảm xúc của Chúa. Chúng ta dùng cái chữ đó, nghĩa là Chúa thấy điều này hết sức là căn bản trong cái chỗ mà khước từ chính Chúa và mục đích của Ngài. Không cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là cái gia hình, vì các ngươi xây đắp mồ của đấng tiên tri, trau dồi mồ mả của người công bình. Nó nói rằng nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ thì không hùa theo mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy. Ấy đó các ngươi tự làm chứng cho mình rằng thật con cháu và những người giết các đấng tiên tri. Vậy thì hãy làm cho đầy dẫy các lương của tổ phụ các ngươi, hỡi loài rắn, dòng loài rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đáng phạt tại nơi địa ngục. Chúa nói là cái thái độ của họ và cái thứ tự ưu tiên của họ và phương cách họ làm thì họ chỉ làm đầy cái sự đáng phạt mà Chúa dành cho tổ phụ của họ. Và Chúa gọi họ là loài rắn lục, làm sao mà thoát khỏi sự đáng phạt nơi địa ngục. Vậy nên này ta sai những đấng tiên tri kẻ khôn ngoan và thầy thông giáo đến cùng các ngươi. Trong những người ấy các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên cây thập tự, kẻ thì các ngươi đánh đập trong nhà hội mình, và các ngươi sẽ đuổi bác họ từ thành này qua thành kia, hầu cho hết thảy máu vô tội bị tràn ra trên đất đổ về các ngươi, từ máu Abel là người công bình cho đến máu Sateri là con của Barachi, là người mà các ngươi giết giữa khoảng đền thờ và bàn thờ. Có thật ta nói cùng các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy ra đến trong dòng dõi này. Chúa nói là những gì mà ta sai tới, ta ban cho trong ân sủng thì đều bị từ khước, và cho nên họ phải trả lời những điểm đó. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp con ngươi như gà mái túc con mình trong gấp cánh mà các ngươi chẳng khứng. Ngày nhà các ngươi sẽ bỏ hoang vì ta bảo các ngươi không thấy ta nữa, cho đến lúc ngươi nói rằng phước cho đấng nhân nhiên Chúa mời đến. Chúa nói sẽ không còn ban cho mặc khải nữa, không làm công việc của Chúa với cái nhóm người này nữa. Nhà họ sẽ bị bỏ hoang, Chúa sẽ cắt họ ra khỏi chương trình của Chúa. Và rõ ràng là họ đã ở ngoài chương trình của Chúa. Và Chúa sẽ đem họ trở lại trong chương trình của Chúa chỉ vì Chúa là đấng thành tín với lời hứa của Ngài, với giao ước của Chúa. Khi chấp sự ít tiên giảng trong công vụ đoạn 7 thì dùng những cái chữ này: hỡi những người cứng cổ lòng và tai chẳng cắt bì kia, các ngươi cứng nghịch với Đức Thánh Linh hoài tổ phụ các ngươi thế nào thì các ngươi cũng thế ấy. Ha, có đấng tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ? Họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của đấng công bình, và hiện bây giờ chính các ngươi đã nộp và giết đấng đó. Các ngươi đã nhận lấy luật pháp truyền bởi thiên sứ nhưng không giữ lấy. Những người cứng cổ lòng và tai chẳng cắt bì,
Và đó là cái chỗ mà nguy hiểm, kinh khủng mà chúng ta đối diện. Một khi chúng ta cứng cổ, bắt đầu chống nghịch, thì nó giống như là mình ở trên một cái trái banh mà nó dính mỡ không, mình tuột xuống không có chỗ nào thắng nữa. Mà bắt đầu tuột xuống là không có cách nào mà ngừng lại. Thì khi mình đi trong sự liên hệ với Chúa mà bắt đầu chống nghịch lại với lại cái lẽ thật mặc khải, thì sẽ không có cái chỗ nào mà tự mình có thể thắng lại được. Cho nên mình phải cẩn thận để không bắt đầu. Cho nên đây sự nói là họ đã giết cái lớn tiên tri, giết Chúa Giêsu, bắt bớ chúng tôi. Họ đã cương quyết khước từ sứ giả từ nơi Chúa. Cho nên họ không thể cách nào để mà giải quyết vấn đề của họ được. Rồi không phải chỉ là ngăn trở sứ giả và sứ điệp từ nơi Chúa, họ ngăn trở công việc của Chúa, làm trái ý Đức Chúa Trời và thù nghịch với mọi người, ngăn trở chúng tôi giảng dạy dân ngoại cho được cứu. Thì cái này là cũng dễ hiểu mà thôi. Một khi mình không chấp nhận cái sự mặc khải của Chúa thì công việc Chúa mình đâu quan tâm, mà mình không có chú tâm để làm đẹp lòng Chúa, thì cái vấn đề trái ý Chúa nó không có thành quan trọng đối với mình. Và khi mình nghịch thù với Đức Chúa Trời, chống nghịch với Đức Chúa Trời, thì làm sao để mà sống với mọi người khác, cho nên mình cũng sẽ nghịch thù với mọi người khác nữa. Rồi mình trở thành cái sự ngăn trở cho công việc Chúa, ngăn trở chúng tôi giảng dạy dân ngoại cho được cứu. Trong cái hệ thống theo Chúa, khi mà chúng ta thấy được những cái khuynh hướng này, là chúng ta đã bị cái bệnh rất nặng của những người ở ngoài Chúa, không sống bởi đức tin, không sống bởi chương trình của Chúa được giao phó. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ lại, thì nếu mà đây là những thứ tự ưu tiên của những người thuộc về Chúa, thì nó sẽ bày tỏ rõ ràng càng thêm trong đời sống của mình. Còn nếu nó không bày tỏ, thì chúng ta phải cẩn thận. Thứ nhất là pleasing to God, được làm theo ý Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta muốn làm theo ý của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải bắt đầu với lời Chúa. Mà không có lời Chúa thì chúng ta không làm theo ý Chúa. Thì nó trở lại là mình phải nhận cho mình, rồi mình phải thi hành trong đời sống, phải bắt chước những người. Nghĩa là chúng ta phải tiếp nhận lời Chúa theo gương tin kính, chịu sự khổ nạn. Tất cả những cái phương diện đó nó làm cho mình trở thành cái người mà Chúa sử dụng, mà thuộc về Chúa. Còn không, mình không bắt đầu với chỗ đó, thì có thể mình không có xưng là mình là kẻ thù của Chúa hay là làm sai trật, nhưng mà mình sẽ trở thành cái mô hình đi sai, đi ra khỏi cái quỹ đạo của lời Chúa, mà không thể sống cho Chúa và cho mục đích của Ngài. Cái chữ hindrance là cái chữ rất dễ hiểu, nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm. Chữ ngăn trở, mình trở thành một cái gánh nặng, mình trở thành một cái stumbling block, một cái chỗ chống lại, làm người khác không đi được. Mình ra không đi mà mình không làm, nhưng mà không phải chỉ vậy thôi, mình ngăn trở những người khác làm. Và rõ ràng ở trong cộng đồng Hội Thánh Chúa, khi mình không làm là mình sẽ ngăn trở những người khác làm. Tại vì trong Hội Thánh, cái công việc là làm chung, Chúa ban cho thân thể Chúa để mọi chi thể đều có thể thi hành công việc của Chúa giao phó. Mà bây giờ mình nói tôi không phải là cái thành phần quan trọng, tôi thích làm con mắt, bây giờ tôi không phải là con mắt, cho nên tôi không nghe nữa, tôi không có thi hành cái phận sự, thì Chúa nói là mình trở thành cái trở ngại cho cả thân thể khi mình không hoạt động trong cái môi trường hay là trong cái vòng đai trách nhiệm mà Chúa giao phó cho mình. Và khi ý Chúa không phải là cái thứ tự ưu tiên, pleasing God không phải là cái điểm chính yếu, thì khi mình không có quan trọng để làm đẹp lòng Chúa,
thì mình đâu có quan trọng để làm đẹp lòng người khác, trừ ra là để cho có lợi cho mình. Thành ra cái người làm trái Đức Chúa Trời thì sẽ trở thành thù nghịch cho mọi người. Cái người làm trái Đức Chúa Trời không theo ý Chúa thì sẽ không có sự quan tâm để làm cho những người khác được gây dựng. Và nếu không quan tâm tới làm lòng Đức Chúa Trời, không quan tâm tới sự gây dựng người khác, thì đâu quan tâm tới vấn đề giảng tin lành để những người khác được cứu. Thì tưởng nó nằm trọn một gói đó. Khi mình bắt đầu đi con đường của người thuộc về Chúa thì nó mở ra hanh thông trong sự tiếp nhận lời Chúa theo gương tin kính, chịu sự khổ nạn, làm công việc Chúa và lời Chúa thực hiện trong đời sống của người đó, của hội thánh đó, làm trọn mục đích của Chúa. Còn một khi mình bắt đầu đóng cửa lại thì nó sẽ xếp lớp, nó đóng hết, không có đóng nửa chừng được, không có đi nửa mùa được. Thành ra đây là cái điểm mình nhắc lại là rất quan trọng, tại vì mình không nghĩ rằng mình là kẻ thù của thập tự giá Chúa hay là về kẻ thù của phúc âm Chúa, nhưng mà những chỗ mình nói không với Chúa có lẽ là chỉ là nói không cá nhân thôi. Chúa sai phái, Chúa dạy dỗ, Chúa chỉ ra mình nói không, con không muốn làm, con muốn đi đường đó, con không muốn thay đổi thứ tự ưu tiên. Dù biết rằng nó là tội, dù biết rằng nó là sai trật, nhưng mà con muốn giữ. Một khi mình bắt đầu thiết lập cái điểm đó rồi là nó bắt đầu chạy sẽ trật hết, sẽ không thể làm đẹp lòng Chúa, thì cũng sẽ không thể làm ăn ở với mọi người, sẽ trở thành thù nghịch với mọi người. Khi đã khước từ cái lẽ thật của Chúa thì sẽ khước từ cái sứ điệp mà Chúa ban cho, và khi khước từ sứ điệp thì sẽ khước từ sứ giả. Mình sẽ thấy tự nhiên mình không có nghe lời Chúa nữa, thì mình không get along với mấy người giảng lời Chúa. Mình cứ thấy họ làm trật hoại, họ làm gì cũng không vừa lòng mình, họ giảng gì thấy cũng không tới đâu, rồi làm gì cũng không vừa lòng, thì mình sẽ bất mãn với hội thánh, mình bất mãn với mọi người. Rồi mình thay vì mình giúp đỡ thì mình trở thành cái sự ngăn trở. Và ở đây nó là ngăn trở chúng tôi giảng dạy dân ngoại cho được cứu. Người trong hội thánh mà lại ngăn trở cái sự giảng dạy để cho những người khác được cứu. Nhưng mà rõ ràng điều đó xảy ra thường xuyên. Khi mình thay đổi cái thứ tự ưu tiên thì cái mục đích nó cũng sẽ thay đổi. Mình sẽ tranh đấu mấy cái chuyện của cá nhân, sự quan tâm cá nhân, liên hệ cá nhân, giá trị cá nhân, mà không có quan tâm tới sự đẹp lòng Chúa, giá trị của Chúa và công việc của Chúa. Nếu mà chúng ta chỉ cần nhìn lại và hỏi rằng nếu mình không làm hanh thông công việc của Chúa thì mình trở thành ngăn trở, thì hiện tại mình đang ngăn trở công việc gì, mình đang ngăn trở ai, mình đang làm cho những người nào đang muốn học việc Chúa vì mình cho nên không tiếp tục được. Chẳng hạn như bây giờ mình là trong cương vị lãnh đạo, mình không lãnh đạo thì nó không phải là cái chuyện thất bại của mình, mà nó làm cho nguyên cả cái công việc của Chúa trong cái môi trường phục vụ đó sẽ bị ngừng lại. Mình có trách nhiệm, mình không thi hành thì tự nhiên là mọi chuyện khác đều ngừng lại. Nhưng mà cái điểm cuối mà chúng ta muốn chú ý ở đây là nó có một cái giá trả rất cao. Ngăn trở chúng tôi giảng dạy dân ngoại cho được cứu lại hằng đầy dẫy cái lượng tội lỗi mình, nhưng cơn thành lộ của Đức Chúa Trời sau hơn hết đã đến trên họ. Cái hình ảnh ở đây tiếng Việt mình dịch thì nó hơi phải có sự giảng giải tí xíu thì mới thấy lại hằng đầy dẫy cái lượng tội lỗi của mình. They always fill up the measure of their sin. Mình đi đầu tư thì mình đầu tư để càng ngày càng được lợi hơn, tiền lời nó thêm hơn, mình sử dụng cái tiền lời đó thì ở đây cái hình ảnh đó làm ngược lại, là những người này thì họ đầu tư cho những cái sự hoạn nạn trong đời sống của mình, họ đầu tư để thêm lên sự thành nộ của Chúa, họ sống dồn lại cái kho tàng của họ, dồn lại sự phán xét của Chúa.
tới tới một cái mức mà vượt cả cái giới hạn, nghĩa là đáng lẽ là chỉ thâu trữ tới phần đó, họ còn thâu trữ hơn nhiều hơn nữa. Tại vì ở đây một cái cách nói là không thể nào mà họ có thể tránh được cái sự trừng phạt của Chúa, vì họ ngu dại dồn chứa sự thành nộ cho chính mình. Trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 32 lúc này chúng ta đọc thì Chúa nói rằng về thì hãy làm cho đầy dẫy cái lương của Tổ phụ ngươi, nghĩa là cái kho của Tổ phụ ngươi đã mở ra để cho sự phán xét, bây giờ các ngươi đóng cho đầy, làm cho đầy cái điều đó, hỡi loài rắn đồng loài rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đau khổ nơi địa ngục được. Các ngươi làm công việc mà cái mục đích là làm cho đầy cái kho của sự phán xét thì làm sao mà không ở dưới sự phán xét được. Ở trong sách Roma đoạn 2 câu 5 thì nó là, bởi lòng ngươi cứng cỏi không ăn năn thì tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thành nộ khi sẽ hiện ra sự phán xét không bằng Đức Trời. Tôi dùng cái chữ là hoarding up wrath, nghĩa là những người mà gọi là có cái bệnh hay là cái tật, đi đâu thấy gì cũng lượm đem về. Người ta gửi chân mail thì không dám dục. Cái gì nó vô tới nhà mình nó nằm đó, mình không có chỗ chứa, mình cũng ráng ráng nhét vô đâu đó. Thì cái hình ảnh là những người này thay vì là chứa những cái gì mà nó quan trọng thì chứa cơn thành nộ, chứa sự phán xét. Cái cơ hội nào mà để bị phán xét thì đều thi hành hết. Cái hình ảnh này nó rất là xúc tích. Đó là mình sống mỗi ngày cái chuyện mình chất chứa, thay vì là ơn phước, thay vì là công việc Chúa, thay vì mục đích Chúa, thì mình cứng cỏi không ăn năn, tự chất chứa cho mình sự giận và ngày thành nộ. Nghĩa là càng sống bao nhiêu, càng làm bao nhiêu, càng thi hành công việc của mình bao nhiêu, thì càng thêm trong sự phán xét, càng thêm trong cái điều mà mình phải đối diện với Chúa. Tại vì đã sai trật ngay từ bước đầu là khước từ lời Chúa, khước từ sứ giả của lời của Chúa, khước từ cái phương tiện Chúa dùng để thay đổi mình. Và mình không làm đẹp lòng Chúa, cho nên làm sai trật với tất cả mọi người và trở thành cái sự ngăn trở cho công việc của Chúa. Thành thử nếu mà sống như vậy thì rõ ràng là dồn chứa cơn thịnh nộ cho chính mình và cho tương lai của mình. Thì câu hỏi của mọi người chúng ta là chúng ta thấy cái sự phân biệt của hai nhóm hai bên. Cái hình ảnh của sự soi gương, chúng ta sẽ thấy là mình có cái phần của bên này, có phần của bên kia. Thì cái điểm rất là đơn giản, đó là chúng ta phải tiếp nhận lời của Chúa theo gương tin kính để được thay đổi giống những người dấu hiệu là con thật của Chúa, làm công việc của Chúa, đeo đuổi Chúa, trở thành giống Chúa Giêsu. Và mình phải tránh hoàn toàn những cái phương diện hay là những cái cơ hội hay những cái môi trường mà nó đem mình lơ là với lời Chúa, mình lơ là với công việc Chúa và coi thường sự thành nộ mà chúng ta có thể đang chất chứa cho chính mình. Xin Chúa phù giúp chúng ta để Chúa cho chúng con nghe hiểu và làm theo và sống cho Chúa, để sự phân biệt đời sống chúng con được rõ ràng trên căn bản thực tế, đó là những gì ra từ đời sống chúng con sẽ chứng minh rằng chúng con là những người tiếp nhận lời Chúa, sống trong gương tin kính, bắt chước nhau để càng giống Chúa hơn, và sẽ chịu đựng mọi sự khổ nạn cần thiết để trở thành công cụ trong tay Chúa, để chúng con không coi thường sứ mệnh của Chúa, sứ giả của Chúa, và không trở thành sự ngăn trở của công việc Ngài, để chúng con tránh sự thành nộ ngày sau. Xin Chúa cho chúng con hiểu biết rõ ràng, nương nhờ ơn Chúa mà thi hành. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Christ.